Chân dung Tổng thống thư ký của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam ở Mỹ lâu nay được biết đến chủ yếu ở việc trao thưởng hàng năm cho những kẻ vi phạm pháp luật, chống phá đất nước, bị xử lý và cầu vận chính phủ Mỹ-EU can thiệp vào nhân quyền Việt Nam dưới hình thức báo cáo nhân quyền hàng năm và việc ký tên vào các thỉnh nguyện thư, thư ngỏ. Mới đây nhất, trước chuyến công du Việt Nam của Phó Tổng thống Kamala Harris vào tháng 8 năm 2021, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cùng với các tổ chức chống cộng người Việt lại diễn trò viết thư ngỏ và thỉnh nguyện thư gửi bà Harris, nhằm thuyết phục và tác động đến những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, trả tự do cho cộng đồng phản động đang chấp hành án hoặc chờ ra tòa. Cách thức đấu tranh dân chủ kiểu Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam nhàn hạ không khác hàng chục tổ chức đám phản động lưu vong ngày ngày gõ phím xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền trong nước và kêu cứu cho đám dán nhãn tù nhân lương tâm. Để có cái nhìn cận cảnh về Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cũng như hàng chục tổ chức tương tự khác, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các hoạt động mang danh đấu tranh dân chủ cho Việt Nam của bà Nguyễn Tâm An, Tổng thư ký hiện tại của tổ chức. Dù tuổi đã cao, bà Nguyễn Tâm An rất năng nổ tham gia các hoạt động chính trị xã hội. Qua Facebook cá nhân của bà và Google, có thể thấy bà tham gia hàng chục tổ chức, trong đó có những tổ chức với sứ mệnh vô cùng to tát. Chẳng hạn, nếu biết rằng vào hồi tháng 5 năm 2020, bà An đã tham gia thành lập một tổ chức mang tên Phong trào vận động bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa và Hòa bình Thế giới. Bạn sẽ biết hoạt động của bà định đoạt số phận của cả đất nước lẫn địa cầu. Có điều, phong trào này chỉ có một hoạt động duy nhất là tổ chức hội thảo hồi tháng 7 cùng năm, từ đó mất tích trên giang hồ, có lẽ do họ đang ủ mưu lớn. Tất nhiên, bà An còn làm cán bộ của nhiều tổ chức khác, bao gồm Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, vậy nên bà phải đi họp suốt, ắt hẳn bà rất bận rộn, vì nhiều tổ chức trong số này hoạt động nào ngoài họp đâu. Để cho hiệu quả, bà thường lượm luôn fanpage Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam để quảng cáo các cuộc họp của mình. Điều này khiến cho fanpage Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trông như Facebook cá nhân của bà An rất là đầm ấm. Nể phục sức họp của bà An, tổ chức thường giao cho bà nhiều trọng trách. Mới đây, bà chính là người thay mặt cho Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đăng thỉnh nguyện thư lên Facebook của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Nhưng thật đáng buồn, thỉnh nguyện thư này không hề được bà Harris hồi âm. Cái like duy nhất dưới thư hóa ra lại là của bà An để lại. Qua bức hình này, chúng ta thấy rõ sự kiên cường của bà Nguyễn Tâm An và các đồng chí cho Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, cũng như sự ủng hộ của phong trào dân chủ quốc nội hay phong trào cờ vàng hải ngoại dành cho sự nỗ lực của bà và tổ chức của bà. Dù không được nước Mỹ đoái hoài, bà và các phụ lão trong phong trào chống cộng hải ngoại vẫn không ngại khó và vẫn giữ vững một lòng trung trinh, thành lập tổ chức này đến tổ chức khác để vận động Mỹ. Bà không chỉ canh giữ Biển Đông mà còn canh giữ cả hòa bình thế giới, dù lực lượng của bà chỉ có lãnh đạo chứ không có lính tốt nào. Ghi nhận trước tinh thần kiên cường của bà An và đồng đội già nua như bà trong tổ chức này, một vài blogger Việt dành không ít bình phẩm châm chọc, kiểu mong bà tiếp tục khỏe mạnh để đem lại chuyện hài vui vẻ.